xuống cho Bùi Hoàng Việt Anh, không chơi bóng, quá người, cơ hội dứt điểm. Thêm một lần nữa thì số 68 chứng tỏ giá trị của mình. Và người đã chuyền bóng cho anh không ai khác lại là Quang Hải. Pha không chia bóng như một tiền đạo của Bùi Hoàng Việt Anh. Nguy hiểm. Cơ hội cho các cầu thủ Khánh Hòa. Dứt điểm. Thực sự trớ trêu. Đó là sự trớ trêu của số phận. Bùi Hoàng Việt Anh là người giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt lên. Và mặt sân trơn đã trở thành kẻ thù của Bùi Hoàng Việt Anh, khiến cho anh trượt chân và có một pha phá bóng không được như ý muốn. Và Lê A Zát, vẫn là Lê A Zát, lòng trong chân phải. 2-1 cho các cầu thủ Khánh Hòa. Pha quật bóng rất gọn gàng của Lê A Zát, và sau đó